Mời quý vị theo dõi bản tin thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi. Mở đầu là thông tin thời tiết khu vực tỉnh Quảng Ngãi. Thưa quý vị, hôm nay thời tiết tại khu vực tỉnh Quảng Ngãi trời nhiều mây, tiếp tục có nắng với nhiệt độ cao nhất tại Ba Tơ là 34,5 độ C. Tại thành phố Quảng Ngãi là 34 độ C, đoạn thấp nhất từ 50 đến 55%. Đến chiều, nhiều nơi trong tỉnh có mưa rào và dông. Riêng tại xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ có lượng mưa lên đến 45mm. Còn ngày mai, ngày 7 tháng 7, thời tiết Quảng Ngãi ngày mai dự báo có nắng nóng nhẹ với nhiệt độ cao nhất là 35 độ C. Quý vị ra ngoài nhớ chống nắng cẩn thận, phòng tia UV có hại cho da. Đến chiều mai, nhiều nơi dự báo có mưa và dông, nhất là các huyện miền núi. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét tại các sông suối nhỏ và sạt lở đất ở sườn dốc, ven sông suối, ở các huyện miền núi Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà, Sơn Tây, Trà Bồng. Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế, gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế xã hội. Sau đây là thông tin cụ thể một số nơi trong tỉnh vào ngày mai. Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Trung tâm thành phố Quảng Ngãi, ngày có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng nhẹ, chiều mai có mưa rào và dông. Thị xã Đức Phổ, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều mai có mưa rào và dông. Thị trấn Ba Tơ, có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng nhẹ, chiều mai có lúc mưa rào và dông, đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh trong dông. Lý Sơn, mây thay đổi, ngày nắng. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hôm nay, khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, với lượng mưa từ 15 đến 30mm, có nơi trên 70mm. Dự báo từ ngày 9 tháng 7, các khu vực Tây Bắc và Việt Bắc gồm 6 tỉnh, Cao Bằng, Bắc Cạn, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên và Lạng Sơn sẽ có mưa dông vào chiều tối, cục bộ có mưa rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại nơi trũng thấp. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ những ngày tới ít mưa ngày nắng. Từ ngày 9 tháng 7, khu vực này có thể đón nắng nóng diện rộng. Vào chiều tối cần đề phòng các cơn dông nhiệt đột ngột gây mưa cường độ lớn kèm lốc sét và gió giật mạnh. Miền Trung những ngày tới dự báo ít mưa, ngày nắng. Từ ngày 9 tháng 7, khu vực miền Trung có khả năng đón nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt. Bản tin thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi đến đây là kết thúc. Kính chào tạm biệt quý vị.